Xì lên liền. Xì hơi. Sao nó cái này có bọt nè. Mỗi người một ly. Rồi mời cả nhà nha. Tụi mới can liền. Chồng gì chứ chồng rau muống là ăn lẹ nhất. Nhanh. Nhanh nhất luôn. 18-20 ngày là lượm tiền. Còn mấy kia thì đang lên tới. Heo này mình sẽ ăn chung. Ngon quá. Cái này mình gieo nó dày nè. Dày cui luôn. Cái dày ăn được ngon nè mẹ. Ừ, đây là ăn được. Có nhiều người hỏi hai mình sao mà không cắt trở lên nữa. Này mình gieo nó lẹ mà. Mình làm gỏi mà 2-3 hàng đi. 2 hàng rồi không? 2 hàng rồi. Cái này mình gieo lẹ mà. Với phần nó lên đợt lượt 2 là ăn hết ngon rồi. Nó cứng. Nó không còn giòn nữa. Cái này chắc vô chợ luôn nè. 10 ngàn bó. 10 không à? 10 ngàn. Giờ mình trộn gỏi thịt bò mình ăn. Trời muốn mưa. Năm tôi 15 tuổi tôi mơ làm idol. Lấy 10 cái bán được 2 cái. 2 cái là gì? 2 cái là cái cây 20, 30 ngàn, 40 ngàn. Cái này mình sẽ lấy cộng không? Mình trẻ nó ra. Sao vậy? Là cái muốn nè, trộn gỏi. Gỏi thịt bò. Ngon nha. Đúng ra. Ủa? Rồi bị cảm hay gì à? Bị cảm không hả? Rồi mất nhà luôn, mất nhà rồi. Hai anh tấn 2-3 ngày nay đi có test chưa? Rồi. Hả? Rồi. Nguyên nhà gì chính bệnh hết rồi. Nguyên nhà gì chính? Con test là lên dịch rưỡi đó. Trong con Hương cũng vậy nữa. À, bên đã cái tới Lâm Anh cái của tôi tới Tâm Anh. Rồi bữa nay bớt chưa hết chưa? Bớt thì tôi mới bị hôn. Mới bị hôn hả? Dạ. Cảm này chắc là nghi là trời trở gió là ánh này. Nhất hai này là hai bàn tay hả? Hai bàn tan tối ngủ sáng ngủ thức dậy cái này nè này vậy nè hai này nè để vậy nè trà vòng có chảy mồ hôi không? Không. Chảy mồ hôi chậm, mồ hôi đầu không. Mà mệt mỏi cái có omicron test không ra đó nha mày. Hết được rồi, nhụm nữa bị bệnh. Bệnh gì? Nhụm 2 lần rồi, chị Hương nhụm cái hư, cái đi ra tiệm sửa lại cái vậy đó. Ví dụ? Rồi ở trong tiệm đó, thôi bây giờ cổ dặn là đừng có sửa nhan xấu đẹp gì cũng bỏ. Ủa đừng có nhụm lại nhan là không có tốt. Tóc cũng bị hư. Rồi da đầu cũng dễ bị nhiễm. Ví dụ, rồi không có đầu nhìn như trang như đang cạo luôn. Đâu phải y dịch như Khmer. Cái bà nó hỏi mẹ người con mẹ người gì vậy? Này thịt bò ngon nè, đỏ, thịt bò già. Mình nghe mấy người bán thịt bò nói là mấy cái thịt bò mà nó đỏ vậy là thịt bò nó lâu năm. Ai nói vậy?
Mấy người bán hả? Người bán. Còn bò trắng là bò tơ. Cái này mình sẽ ướp sa tế mình xào nha cả nhà. Mình sẽ ướp vô đây một muỗng ăn canh sa tế. Như đây 100.000 thịt bò nè. 100 đó hả? 100.000, 101. Mình sẽ ướp vô đây sa tế và tỏi, tỏi băm. Và tí muối. Sa tế này cũng mặn rồi đó. Mình cho thêm tí muối thôi. Đó. Rồi mình vô đây mình sẽ ướp để cho nó thấm và mình quay qua mình đi sắt cắt cái cá muống quay lại xào nó là được. Mình đốt sa tế vậy thì màu hồi mình trộn nó sẽ đẹp hơn á, nó có màu có dầu điều á, màu có hạt điều. Còn cái cá muống này á, thì mình sẽ để cho đây một cục nước đá nè và nặng ở đây nửa trái chanh. Nước đá này để cho cái rau muống mình được giòn, lạnh lạnh nó giòn. Còn chanh thì nó sẽ làm cho rau muống mình được trắng. Rau muống mình thì mình sẽ cắt ăn khúc vậy nè. Chẻ bông chẻ qua rồi cho nó đẹp. Mình cắt khúc vậy cái mình chẻ làm tư. Nhưng đừng cho nó đứt ra nha. Vậy thì hồi nó muốn mình nó nở ra đẹp hơn á. Và món này thì nó hơi cực cái phần này nè cả nhà. Nhưng mà nó ngon và nó đẹp. Bây giờ mình đi pha nước mắm để mình làm gỏi, trộn gỏi. Hai muỗng đường. Này hồi chấm luôn mẹ. Thì đấy, để ấy vậy luôn nè. Hai muỗng đường, hai muỗng nước. Nước ấm. Ba muỗng nước mắm. Để nước ấm vô nước hơi nóng 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 á, nó sẽ mau tan đường hơn. Và nửa trái chanh. Trái chanh như nãy con cắt toàn á mà. Để tỏi ớt cho nữa là nó ngon mà nó đẹp liền. Như vậy là chưa ra. Hết sảy. Giờ về cái mình đi xào thịt bò cái nữa là cũng tiện đấy. Còn dịch trong cái này hay gần mấy dịch máy cũng chết. Mà mấy dịch máy tơ không nhỏ nhỏ không. Còn dịch máy chung đó nó kìa. Để hay gục kìa. Bò này mình xào dầu nó hơi nhiều một xíu. Thịt bò nó sẽ được mượt và nó mềm. Ngon lắm. Xào cái bếp kè này là ngon lành luôn. Hết rồi, lũi rồi. Để kè lại đi mẹ. Nó không bị ra nước. Rồi rồi đó. Rồi rồi đó. Tắt rồi đó. Tắt rồi đó đem ra trộn rồi. Rồi đâu phỏng rồi để vô.
đâu đậu phộng hồi mẹ để gắt cái mặt á, họ gắt cái mặt nó ngon hơn nhiều đó, cũng nói lộn nữa. Nãy nói chứ ra muốn ra muốn hai ba luống nhưng mà đâu có thời hết, thấy không, mẹ có hai hàng được con cái gì nữa. Đó, lỡ hái nó luôn để nó cũng già rồi. Làm cái phụ bếp này, thấy không? Không phụ rồi sao mà ăn được. Vậy cho rau muống nó giòn. Vừa ăn siêu rau muống xuống ha. Cái này mình là không có ớt sừng, mình trang trí cho nó đẹp. Cái này ớt sừng này trang trí lên nó đẹp hơn. Ớt kia thì cay quá. Phan. Rồi được rồi mẹ. Rồi. Lấm tiền xong nè, bánh phồng lai dai liền, bánh phồng lên đây đi. Xì nó liền. Xì hơi. Sao nó cái này có bọt nè. Mỗi người một ly. Mẹ nó ly thôi. Dưới Dũng Liêm mưa hả Trần? Dưới Dũng Liêm mưa hả? Lớn không? Nhìn vậy là biết rồi. Vậy là hết đi bán được rồi. Rồi, xin chào cả nhà nha. Mời cả nhà like ra với mình nha. Thịt bò làm gỏi rau muống, ăn với tập bánh phồng tôm. Like ra miếng. Hai mẹ con đấu cờ tướng trời mưa. Mời cả nhà. Cắm dịch nữa kìa. Cho bà. Cũng liền. Rồi mời cả nhà nha. Cũng mới can liền. Còn lớn nữa kìa. Đã liền. Mới vô cái hình như uống nước nè, vô cái nó đã rồi xong cái sao là hơi nhặn nhặn. Làm cái sàn này ra cái có thêm cái gốc lên chứ ha. Ừ. Mưa vậy không làm được gì luôn. Đi ra mang dài mạnh luôn. Này mà đi ra ngoài thì mà hửi mà hơi đất không mà về phải luôn. Mấy cái nãy chuyển xuống đó mưa.
bò xào bằng cái bếp khè nó mềm vậy ha. Nó không bị ra nước. Nó chảo bự vậy á. Cái chảo thì là không có. Ở ngoài thì mưa, ngồi ở đây nhậu, nhìn dưới là nhìn vịt bơi. Ừ, thú vị quá ha. Không mưa kiểu này nữa mệt. Bệnh. Lớn lớn mà nhỏ nữa. Giờ xuống nó hơi đắt vừa ba rồi. Mình thao với ớt nó không có lòng nha. Nó không bừng coi không thích. Nồi mà tao nhớ còn uống bự quá à. Lai ở tàu lấy cái gốc còn trẻ cho nhanh mà mình giới trẻ nữa hả? Ừ. Ở nhà gốc cái đọt đâu có mấy cái đọt mà phải nhai rồi gùm gùm rồi. Nó đâu bị dài không dài cây à. Xin chào mọi người, mình là Tính. Nếu thích video này, mọi người nhớ nhấn like, share video này và đừng quên để lại một bình luận để ủng hộ mình nha. Và cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới từ gia đình mình nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.